Xin chào anh em đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Gần đây thì kênh của Mọt đang nháo nhào, mọi người cứ comment là hãy phân tích áo cưới giấy năm đi. Đặc biệt như hôm thứ bảy chủ nhật vừa rồi, clip nào lên mọi người cũng comment là phân tích áo cưới giấy năm, phân tích áo cưới giấy năm. Ok, ngày hôm nay sẽ không để mọi người chờ lâu, chúng ta hãy cùng đến với cốt truyện đang được mong chờ nhất. Nhưng mà trước khi bắt đầu thì nhớ cho Mọt một like, share cũng như là subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Mọt nhé. Chương 1. Cơn ác mộng cũ. Chương đầu tiên của áo cưới giấy năm mở đầu tại rạp hát Nam Đại thuộc thành phố Phù Lộ. Trước cửa hội trường số 1, chàng trai Tuân Nguyên Phong đang cúi đầu, bối rối nghe cô gái tên Trung Tử Huyên chất vấn vì anh lỡ mời Crush đi xem kịch ở một rạp hát tồi tàn trong lần hẹn đầu tiên. Crush của Nguyên Phong là Đào Mộng Yên, mà cô lại là bạn thân của Trung Tử Huyên. Gia đình Trung Tử Huyên lại là hàng xóm thân thiết với gia đình Tuân Nguyên Phong, nên tính ra ba người họ đều quen biết nhau cả. Ban đầu Nguyên Phong chỉ định mời một mình Mộng Yên đi xem kịch, nhưng Mộng Yên lại ngại đi riêng, thế là kéo Tử Huyên lại đi cùng. Kết quả tạo thành tình huống ba người mà chỉ có hai tấm vé. Trung Tử Huyên thấy Tuân Nguyên Phong hiền lành, khờ khạo, hẹn hò con gái nhà người ta lại rủ đi xem kịch, đến cả tên Đào Mộng Yên còn gọi nhầm thành Tiểu Thúy thì ngá ngẩm không thôi. Chất vấn xong, cô với tay lấy hai tấm vé từ tay anh, bảo mình và Mộng Yên sẽ vào rạp trước, còn anh ra quầy mua lại tấm vé khác. Tuân Nguyên Phong vốn không giỏi giao tiếp nên chẳng cách nào cãi lại Tử Huyên, chỉ đành im lặng ra quầy mua thêm một vé trước khi buổi diễn bắt đầu. Nhưng lạ ở chỗ, vé đã đến tay, nhân viên quầy vé lại không đề cập đến chuyện trả tiền. Nguyên Phong có tiếng hỏi tiền vé thêm vài lần, vẫn chẳng có ai đáp lại. Thấy sắp đến giờ diễn, anh tự nhủ không đòi tiền thì thôi, rồi vội đi vào hội trường, tránh để Tử Huyên và Mộng Yên chờ lâu. Bên trong hội trường, một vài khán giả đã bắt đầu tìm chỗ ngồi. Nhìn thấy bóng dáng của Đào Mộng Yên, Tuân Nguyên Phong bước vội về phía cô ấy. Nhưng trong thoáng chốc, hình bóng một người con gái mặc sườn xám, tóc xõa dài vụt qua trong tâm trí anh. Anh hít sâu một hơi, cố giữ cho bản thân tỉnh táo, đi đến chỗ Mộng Yên, cất tiếng gọi cô là Tiểu Đào. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, vở kịch Lương Chúc cũng bắt đầu mở màn. Vì mua vé trễ nên Tuân Nguyên Phong phải ngồi hàng ghế sau lưng Mộng Yên và Tử Huyên. Nhưng nhìn thấy Đào Mộng Yên chăm chú xem kịch, nỗi lo Chris không thích trong lòng anh cũng giảm đi phần nào. Về phần Tử Huyên, cô nàng chẳng có hứng thú với bộ môn nghệ thuật này. Thế nên vở diễn bắt đầu chưa bao lâu, nàng ta đã dựa đầu vào ghế ngủ mất. Trên sân khấu, vở kịch đã dần đi đến phân cảnh Lương Chúc hóa bướm. Nguyên Phong đã xem đi xem lại vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài rất nhiều lần, nhưng lần này có cái gì đó rất lạ. Một diễn viên nữ mặc áo xanh bỗng xuất hiện trên sân khấu thay phần Lương Chúc, cất lên giọng ca thê lương ai oán, bóp nát đôi bướm đang bay đến rồi đột ngột biến mất, chỉ để lại một mùi lửa trên sân khấu. Đào Mộng Yên cũng thấy cảnh này, cô đứng dậy bảo Nguyên Phong mau ra khỏi đây. Nhưng rồi cả hai phát hiện Trung Tử Huyên và toàn bộ khán giả cùng xem kịch đã biến mất từ lúc nào. Và giây sau đó, Tử Huyên đi rửa tay về, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Đào Mộng Yên kéo tay chạy ra cửa, bảo ra khỏi đây trước rồi tính. Sức của ba người không nhỏ nhưng lại chẳng tài nào mở được cánh cửa hội trường. Hết cách, Đào Mộng Yên đành bảo cả nhóm cứ tìm cách dập lửa trên sân khấu rồi tính tiếp. Tuân Nguyên Phong không giỏi giao tiếp nhưng hành động lại gọn gàng, nhanh chóng mở được khóa bình chữa cháy, thành công dập tắt ngọn lửa đang chuẩn bị bùng lên. Mộng Yên thấy vậy thì bảo chuyện lần này rất giống với những gì đã xảy ra với cô ở thôn Trang Linh năm trước. Tử Huyên hỏi có khi nào vào nhầm sân khấu bị ám rồi không. Còn Nguyên Phong thì chỉ im lặng độc thoại nội tâm. Bây giờ điện thoại mất tín hiệu, không thể gọi cho người ngoài đến cứu. Ba người họ chỉ còn cách tìm đường khác để ra khỏi nơi này. Mộng Yên có kinh nghiệm từ trước nên cảm thấy bình thường. Tử Huyên thì hậm hực bảo cô còn chưa nhận quà đăng nhập trong game, để cô biết thằng nào bài trò này cô nhất định sẽ đập thằng đó ra bã. Tuân Nguyên Phong lại muốn tỏ ra anh hùng, lên tiếng trấn an Mộng Yên, nhưng anh dám nghĩ trong lòng thôi chứ đâu dám nói ra. Cuối cùng chỉ đành lúng túng bảo mình sẽ đi trước mở đường. Một con bướm trên sân khấu đã thu hút sự chú ý của Nguyên Phong. Anh đưa tay chạm vào, con bướm bỗng chốc biến thành một miếng ngọc hồ điệp, lắp nó vào chỗ lõm trên mộ Lương Sơn Bá. Cả ba ngạc nhiên khi dòng chữ đã bị đổi thành mộ của Lương Thiếu Bình. Đào Mộng Yên tỏ vẻ ngạc nhiên, còn Nguyên Phong lại buồn miệng nói
đó là tên của anh ở kiếp trước. Chung Tử Huy nghe vậy lập tức chất vấn, hỏi có phải Nguyên Phong cố tình bày trò này hay không. Anh Lưu Tung bảo vé kịch là anh tình cờ trúng thưởng, còn bản thân anh chưa từng đến đây bao giờ, nên sao lại có chuyện cố tình bày trò chơi xấu. Đà Mộng Yên thấy tình hình căng thẳng thì vội lên tiếng khuyên can, bảo rằng việc quan trọng trước mắt là tìm lối ra đã. Cả ba sau đó sẽ tìm thấy một lối đi bí mật dẫn đến phòng phục trang được giấu bên trong mộ của Lương Thiếu Bình. Tại đây, Mộng Yên bỗng nói mình không sợ, khiến Tử Nguyên và Nguyên Phong cảm thấy khó hiểu. Tử Nguyên trêu cô bạn phản ứng chậm, chuyện đã qua được mấy phút rồi mới trả lời. Nhưng Mộng Yên lại hỏi, không phải Tử Nguyên mới hỏi cô ư? Câu này khiến cả ba đều cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng không ai lên tiếng. Sau khi mở được cánh cửa nằm sau hậu đài, Đào Mộng Yên tìm thấy một đoạn tin tức viết về câu chuyện của cô ở thôn Trang Linh năm ngoái. Càng thêm chắc chắn chuyện này có liên quan đến sự kiện của áo cưới giấy 2. Đào Mộng Yên sau đó thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra với mình cho hai người bạn nghe. Thông qua cuộc trò chuyện, ta biết rằng sau khi trở về từ thôn Trang Linh, Mộng Yên từng đến nhà của Chung Tử Huy chơi, tình cờ nghe thấy tiếng hát của tên ngốc Tuân Nguyên Phong nên bật khóc, chạy đến đập cửa nhà người ta rồi gặp mặt. Từ đó suy ra Tuân Nguyên Phong chính là kiếp sau của Lương Thiếu Bình. Nguyên Phong nghe vậy thì nói, mình cũng thường mơ thấy những chuyện giống với Mộng Yên kể, thậm chí anh còn có cảm giác rung động khi ở cạnh cô. Thấy tên giả cô dùng trên báo là Tiểu Thúy nên mới quen miệng gọi như thế. Cô nàng Tử Huy nghe xong đầu đuôi câu chuyện chỉ biết than trời oan gia ngõ hẹp, vòng vè một hồi hóa ra mọi chuyện lại rối rắm đến nhường này. Lúc này mọi thứ bỗng tối đen như mực, chỉ có duy nhất một cái đèn chiếu xuống bàn trang điểm là còn sáng. Hồn ma cô gái áo xanh xuất hiện từ hư không, vừa trang điểm vừa cất tiếng hát ai oán, nói mình khi còn sống là một đạo kép nổi tiếng, ngờ đâu bị tên Lương Thiếu Bình vong ơn phụ nghĩa hãm hại khi bản thân thịt nát xương tan, không thể nào siêu thoát, rồi biến mất. Nguyên Phong nghe xong thì sửng sốt, hỏi có khi nào kiếp trước mình lỡ làm gì đó có lỗi với con gái nhà người ta hay không. Mộng Yên vội lên tiếng trấn an, bảo biết đâu hồn ma đấy nói vậy là để hù dọa mà thôi. Nhưng khi nhìn lại, cả hai bỗng phát hiện cô bạn nhà mình lại biến mất. Về phần Tử Nguyên, trong khi hai đứa bạn đang lo sốt vó, cô nàng lại bình thản bước ra từ trong nhà kho, bảo mình vừa dùng điện thoại chụp được hồn ma một cách vô cùng hào hứng. Nhờ vào bức ảnh của cô, cả ba thành công tìm được chìa khóa mở cửa chính. Nhưng khi chạy đến, cánh cửa lại biến thành một bức màn đang được vén lên. Ba người phát hiện mình đang đứng trên sân khấu, trước mặt là những người gỗ đang vỗ tay khen ngợi, rồi sân khấu lại tiếp tục hạ màn. Chương 2: Con rối quỷ. Sau khi tấm rèm được kéo xuống, Đào Mộng Yên đứng gần đó nhất bỗng bị những cánh tay rối bắt đi. Tuân Nguyên Phong vội vàng chạy theo, nhưng phía bên kia tấm rèm lại là một căn phòng cũ như bị bỏ hoang từ lâu. Đúng lúc này, Chu Tử Huyên bỗng trật chân do vấp ngã nên không thể đi lại. Nhìn thấy Nguyên Phong lo lắng muốn lập tức đi cứu Mộng Yên, Tử Huyên lên tiếng nhờ anh đi tìm thứ gì đó làm vũ khí. Cô sẽ ở đây chờ, còn anh cứ đuổi theo Mộng Yên đi đã. Bản thân Nguyên Phong nghe như vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thôi thì cứ để Tử Huyên lại một mình. Trong quá trình tìm kiếm Mộng Yên, anh sẽ nhìn thấy những con rối gỗ phục dựng lại cảnh bản thân bị chém ở kiếp trước. Linh hồn nữ kép hát, tạm gọi là Minh Linh, lại xuất hiện, nói rằng Lương Thiếu Bình bị cứu Trúc Tiểu Hồng không chỉ liên lụy bản thân mà còn hại những người xung quanh. Người bạn họ Ninh vì tìm anh mà rơi vào nguy hiểm, Thợ May Hề vì giúp anh thoát khỏi địa cung nên bệnh tật triền miên, tên họ Đồ canh giữ anh bị đoạn tử tuyệt tôn vì không làm tròn chức trách. Thậm chí đến người nhà của Trúc Tiểu Hồng cũng chết không toàn thay vì bị xem là chống lại Lục Tán Bồ Tát. Chỉ vì tình yêu, Lương Thiếu Bình đã làm liên lụy rất nhiều người vô tội. Nhưng tiếc thay, anh giờ đây lại chẳng nhớ gì cả. Thanh đao trong tay con rối đồ tể giơ lên, chặt đứt đầu con rối gỗ Lương Thiếu Bình. Thoáng chốc, Tuân Nguyên Phong ngỡ mình thật sự đã rơi đầu. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, cho ta biết rằng bản thân Nguyên Phong cũng đang bị ác mộng đeo bám, mơ thấy bản thân bị chặt đầu hết lần này đến lần khác. Nhưng giờ phút này anh không được phép hoảng sợ. Nguyên Phong hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục đi tìm Đào Mộng Yên.
Trong quá trình này, Chuông Tử Nguyên dù không thể di chuyển nhưng vẫn giúp Nguyên Phong rất nhiều chuyện. Bởi vì trước khi sự kiện trong áo ký giấy 2 kết thúc, linh hồn Thiếu Bình còn bị giam giữ trong quỷ sát Kim Ca, nên Nguyên Phong phải sống với thân phận một tên ngốc suốt mấy mươi năm. Nên giờ đây dù đã khôi phục tỉnh táo, anh vẫn còn hơi ngơ ngẩn, chưa thể đến trường, không biết dùng điện thoại, cũng thiếu kiến thức đời sống trầm trọng. Mọi thứ đa phần phải phụ thuộc vào Tử Nguyên, người đã quen anh từ nhỏ đến lớn. Nhưng vì tính tình Tử Nguyên quá tự lập, nên đôi lúc Nguyên Phong cũng không dám mở lời, chỉ đành tự mình tìm cách. Thế rồi sau một lúc tự mày mò, anh thành công kích hoạt được một cơ quan. Nghe thấy đoạn đối thoại giữa chủ đoàn hát và Lương Thiếu Bình. Trong đoạn đối thoại đó, Thiếu Bình là thành viên của gánh hát Thái An, chủ gánh hát họ Chung. Thấy anh có tài, còn định gả sư muội cho. Nhưng trong một lần biểu diễn, có một cô gái gãy tỳ bà, làm các vị khách Tây tức giận nên bị đánh. Thiếu Bình thấy vậy lao vào đánh những tên khách, cứu cô gái. Điều này làm Âu Chung vô cùng tức giận, ra lệnh trục xuất anh và cô gái ấy ra khỏi đoàn hát. Không lâu sau đó, đoàn hát Thái An bất ngờ xảy ra hỏa hoạn lớn. Cả đoàn hát bị thiêu rụi hoàn toàn. Hồn ma Minh Linh lại hiện lên, nói rằng Thiếu Bình gây họa xong bỏ chạy, để cả nhà cô lẫn đoàn hát phải gánh họa thay cho anh, rồi biến mất. Tuân Nguyên Phong biết được thì rất đau buồn. Tiếc thay anh vẫn còn là một tên khờ do bị mất hồn phách, nên không thể nhớ được những chuyện đó. Dù vậy, anh vẫn hiểu, nợ máu và trả bằng máu, sẵn sàng đền mạng an ủi những linh hồn kia. Nhưng trước hết, hãy để anh cứu Mộng Yên ra, vì cô hoàn toàn vô tội. Chương 3. Biến hóa khôn lường. Lại nói về Đào Mộng Yên, sau khi bị những con rối kéo đi, cô được đưa đến một căn phòng trông như đoàn kịch cùng với Chung Tử Nguyên. Còn Tôn Nguyên Phong là chẳng thấy đâu. Vì có kinh nghiệm từ lần ở thôn Trang Linh, nên Mộng Yên tỏ ra khá bình tĩnh, đi xung quanh tìm đường hội ngộ với Nguyên Phong. Trong quá trình này, cả hai đôi lúc sẽ chạm mặt những thứ kỳ quái. Nhưng lạ ở chỗ, chỉ có mỗi Mộng Yên thấy những chuyện tâm linh kỳ lạ, còn Tử Nguyên gần như không nhận ra bất cứ điều gì. Thậm chí cô nàng còn cho rằng Mộng Yên bị di chứng sau vụ ở thôn Trang Linh, đề nghị cô nên đi khám bác sĩ tâm lý càng sớm càng tốt. Mộng Yên để ý đến sự khác lạ của bản thân nhưng cũng không nói gì. Cô sau đó nhặt được một quyển sách nói về việc tổ sư gia của nền này có khả năng tạo ra những con rối cử động như người thật, nhưng cách làm ấy đã bị thất truyền. Về sau, có một người đã thử làm theo cách tổ tiên để lại nhưng thất bại vì bên trong gánh hát có nội gián. Đào Mộng Yên đọc xong thì nhận ra Tử Nguyên không giống ngày thường. Hôm nay cô ấy thường xuyên moi móc chuyện đời tư của mình, dù biết rõ cô không thích điều đó. Trùng hợp hơn là cô ấy và hồn ma Minh Linh chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc với nhau. Vậy là để kiểm chứng những nghi ngờ của mình, Mộng Yên cố tình hỏi vài câu chỉ mình và Tử Nguyên biết. Kết quả người đã đứng trước mặt quả nhiên không phải là bạn của cô. Phát hiện bản thân bị vạch trần, Tử Nguyên vốn đang cử động bình thường bỗng biến thành một con rối, rồi biến mất, chỉ còn lại một mình. Mộng Yên không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục tìm kiếm tung tích của Nguyên Phong và Tử Nguyên thật. Trong phòng giám sát, cô cuối cùng cũng nhìn thấy bạn mình xuất hiện trên camera. Ngay lúc Mộng Yên đang tập trung quan sát thì cô cảm thấy có ai đó lao đến sau lưng mình. Nhưng khi cô quay lại nhìn thì chẳng thấy gì. Một giọng nói vang lên bên tai, ở cô đang sợ điều gì? Thì thầm gọi cô là Tân Đương Giấy. Đối diện với sự việc kỳ lạ này, Mộng Yên tự trấn an bản thân, nói rằng tất cả chỉ là ảo giác, rồi lờ nó đi. Cô sau đó thử chiếu đèn phát tín hiệu cho Tử Nguyên và Nguyên Phong thông qua phòng điều khiển. May thay anh chàng họ Tuân hiểu được, dù không biết người trong phòng là Mộng Yên, nhưng cũng biết cô đang giúp anh. Trong lúc chờ hai người kia tìm đường đến đây, cô tiếp tục đi xung quanh kiểm tra và tìm thấy một bức tượng trông có vẻ hiền lành được đặt ở căn phòng nhỏ. Nhưng chỉ một lúc sau, bức tượng bị biến đổi dưới tác động của Mộng Yên, trở nên dữ tợn và có sáu cánh tay hệt như Lục Tán Bồ Tát. Có vẻ do đã quá quen nên cá nhân cô cảm thấy điều này khá bình thường, không có gì phải sợ. Vào lúc Mộng Yên đang làm thêm tấm bản chỉ dẫn cho Nguyên Phong và Tử Nguyên thì điện thoại bàn của đoàn hát bỗng đổ chuông. Cô nhấc máy lên, ngay lập tức nhận ra người bên kia đầu dây có giọng nói hệt như Lương Thiếu Bình. Nhưng tại sao anh ta lại ở thời đại này, còn biết dùng điện thoại? Giọng Thiếu Bình ở bên kia đầu dây vô cùng gấp gáp. Anh gọi cô là Tiểu Hồng, dặn cô phải cẩn thận vì người kia không phải là anh.
Ngay lúc Mộng Yên còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cánh cửa trước mặt cô bỗng mở ra để lộ bóng của một người đàn ông. Chương 4. Dẫn dắt. Từ khi còn nhỏ, Đào Mộng Yên đã thường mơ thấy cảnh mình biến thành tân nương giấy, bị hiến tế cho Lục Tán Bồ Tát. Nhưng cứ mỗi khi đám thôn dân chuẩn bị dồn cô vào chỗ chết, một người rối mặc trang phục hí kịch sẽ xuất hiện. Về sau, cô biết người đó là quỷ sát Kim Cang, tên thật là Lư Tiểu Bình, người yêu kiếp trước của cô. Sau đó, cô đã đến thôn Trang Linh, giải thoát cho quỷ sát Kim Cang, thiêu rụi thánh thư, bắt giữ toàn bộ người của thôn Trang Linh. Nhưng kẻ đó đã bị phán án tù chung thân. Nhưng cơn ác mộng của Mộng Yên vẫn chưa bao giờ biến mất. Cánh cửa trước mặt bật mở, cắt đứt hồi tưởng của Mộng Yên. Cô nhìn lên, thấy Tôn Nguyên Phong đang đứng đó. Phía sau là một con rối gỗ, như nó lập tức biến mất ngay khi bị cô phát hiện. Đào Mộng Yên nhớ đến lời Lương Thiếu Bình đã nói trong điện thoại. Nhận ra, cô chỉ suy nghĩ theo bản năng, chứ hoàn toàn không có cơ sở xác định Tôn Nguyên Phong là kiếp sau của Thiếu Bình. Đấy là còn chưa kể đến Thiếu Bình kiếp trước hát hay bao nhiêu, Nguyên Phong lại hát tệ bấy nhiêu. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này thực ra là gì? Tạm gác lại chuyện đó, Mộng Yên vẫn đi đến hội hợp với hai người bạn. Cả ba sau đó chui qua một đường hầm cũ, rồi leo xuống cầu thang dẫn đến phòng bên cạnh. Nguyên Phong đi đầu, Mộng Yên theo sau, còn Tử Nguyên bò ở cuối. Nhưng khi Mộng Yên xuống đến nơi thì phát hiện không thấy Nguyên Phong đâu. Cầu thang đã biến mất, còn Tử Nguyên đi cuối nhóm cũng chẳng thấy tăm hơi. Lúc này có một giọng nói vang lên trong tâm trí Mộng Yên, nói rằng Tử Nguyên và Nguyên Phong chỉ kéo chân cô, không có thì càng tốt, cần gì phải quan tâm đến hai người họ. Điều này là Mộng Yên hơi giật mình, nhưng cô nhận ra xen lẫn tiếng nói nội tâm còn có cả tiếng sóng biển khó hiểu. Sự kỳ quái đấy tiếp tục bám theo tâm trí Mộng Yên. Cô đi xung quanh căn phòng kiểm tra. Qua một cái lỗ nhỏ, cô nhìn thấy tượng Lục Tán Bồ Tát được thờ trong phòng, trên tay cầm một chiếc chìa khóa. Sau khi ném bức tượng rơi xuống vỡ mất đầu, Mộng Yên thành công lấy được chìa khóa. Bên trong một căn phòng khác, Mộng Yên lại tìm thấy những mẫu tin tức được ai đó sưu tầm lại. Mẫu báo đầu tiên nói về chuyện của cô ở thôn Trang Linh. Mẫu thứ hai, cũ hơn, là chuyện những con rối gỗ có thể di chuyển ở trấn Ích Sương. Thứ ba là tin Nguyên Phong bỗng hết ngóc, trở lại bình thường. Cuối cùng là mẫu báo có từ thời xưa, nói về việc một người họ Ninh dẫn cảnh sát đến thôn nhỏ triệt phá vụ án mê tín dị đoan để cứu người bạn họ Lương. Tiếp tục tìm kiếm, Đào Mộng Yên sẽ nhìn thấy một con rối gỗ ôm theo cái đầu của nó trèo lên ống thông gió, sau đó gặp lại Tôn Nguyên Phong. Theo lời anh thì sau khi xuống căn phòng này, anh cũng không nhìn thấy Mộng Yên và Tử Nguyên. Đồng thời tiết lộ mình đã được hồn ma cho nhìn thấy rất nhiều chuyện của kiếp trước, biết được bản thân năm xưa đã làm liên lụy rất nhiều người. Đào Mộng Yên an ủi, nói rằng thế dù gì cũng là chuyện của mấy trăm năm trước, chẳng lẽ anh kiểm soát được chắc. Huống hồ còn chưa biết ma nữ kia nói thật hay là giả, khoan hãy tin vội. Nguyên Phong nói anh nghi ngờ ma nữ đấy là kiếp sau của sư muội nhà họ Chung, ở cùng đoàn hát với Lương Thiếu Bình, cố tình diễn lại vở kịch để nhắn gửi cho anh điều gì đó. Đồng thời anh cũng tiết lộ ma nữ Minh Linh mà họ thấy chắc chắn là nam. Dù hóa trang rất giống nữ, nhưng Nguyên Phong có thể nghe ra giọng nam trong tiếng hát của anh ta. Mộng Yên nghe vậy thì giật mình, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ. Nhưng vì chưa có manh mối rõ ràng nên cô nghĩ trước hết họ cứ tìm ra cách ra khỏi đây cái đã. Cả hai theo sát nhau đi ra cửa, nhưng Nguyên Phong lại biến mất, buộc Mộng Yên phải tiếp tục hành trình một mình. Cô sau đó sẽ gặp lại hai đứa trẻ âm đồng tử từng bị hiến tế cho Lục Tán Bồ Tát. Nhưng rõ ràng cô đã giải phóng linh hồn của chúng khi còn ở địa cung trong thôn Trang Linh rồi mà, sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ bọn chúng đã được giải thoát nhưng lại không biết phải đi đâu, cuối cùng tiếp tục quanh quẩn ở chốn nhân gian rồi lưu lạc đến đây. Nội tâm Mộng Yên lại trỗi dậy, bắt đầu quấy nhiễu tâm trí của cô, khiến cô càng trở nên phiền muộn. Quay lại với căn phòng nhỏ có ống thông gió một lần nữa, Mộng Yên nhìn thấy Tử Nguyên đang đứng đó, bắt đầu trách mắng và nói rằng làm bãi với cô chỉ để giải khuây, không ngờ lại bị cuốn vào sự việc kinh khủng như thế này. Mộng Yên dù biết Tử Nguyên vừa rồi có thể là giả, nhưng bị tinh thần đang bất ổn nên cô càng suy sụp thêm. Từ đó ta biết rằng vì giấc mơ về thôn Trang Linh mà Mộng Yên bị cô lập, chỉ có một người bạn thân duy nhất là Tử Nguyên.
khiến cô lúc nào cũng nghĩ bản thân không bình thường, người khác đang chê cười mình, nên bắt đầu phòng bị người khác. Cô sau đó sẽ gặp lại Nguyên Phong, để lần này không lạc nhau, Mộng Yên đề nghị, vừa đi vừa nắm tay áo của anh. Nhưng mới đi được một lúc, Nguyên Phong trước mặt lại biến thành một con rối, rồi biến mất. Mộng Yên tiếp tục bị bỏ lại một mình. Nguyên Phong sau đó sẽ xuất hiện trước mặt Mộng Yên thêm vài lần, nhưng lần nào cũng biến mất một cách bí ẩn. Cứ mỗi lần như thế, tiếng nói trong tâm trí Mộng Yên lại vang lên, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô, khiến cho cô thoáng cho rằng bản thân mình điên thật rồi. Nhưng Mộng Yên vẫn cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô sau đó tìm thấy một con rối giấy trên sân khấu với nhân vật chính là mình. Sau khi vẽ mắt và miệng cho con rối, nó bắt đầu cử động và bước đi trên màn ảnh, rồi sau đó ngã xuống khi nhìn thấy bản thân trong gương. Mộng Yên thử nhìn vào tấm gương trên màn ảnh thì khung cảnh bỗng tối đen. Sau đó cô nghe Tử Nguyên gọi mình dậy, và bản thân cô chẳng biết đã ở bệnh viện từ lúc nào. Tử Nguyên bỗng biến thành bác sĩ tâm lý của cô, nói rằng đây là bệnh viện số 13, cô ta là bác sĩ tâm lý phụ trách chăm sóc cho cô. Vừa rồi Tử Nguyên đã dùng liệu pháp thôi miên giúp cô lấy lại nhận thức của mình. Mộng Yên nghe đến đây thì khó hiểu, hỏi không phải Tử Nguyên là bạn mình ư? Tử Nguyên tiếp tục giải thích, bởi vì Mộng Yên bị giam ở thôn Trang Linh quá lâu, dẫn đến thần kinh có vấn đề, nên tự tưởng tượng bản thân đã thoát khỏi đó. Sau khi được đưa đến bệnh viện điều trị, cô lại tưởng tượng bác sĩ điều trị cho mình thành bạn học, còn bảo vệ bệnh viện là kiếp sau của Lương Thiếu Bình. Tử Nguyên tiếp tục nói, Mộng Yên vì khao khát cuộc sống tốt đẹp nên đã tự ảo tưởng bản thân cùng với bạn bè đi xem kịch, rồi lại vì thân thiết với bảo vệ nên xem người ta là kiếp sau của Lương Thiếu Bình, gửi gắm tình cảm của mình vào đó, nhưng bị bảo vệ từ chối, thế là tự ảo tưởng người ta thích mình. Tử Nguyên còn định gọi bảo vệ vào cho Mộng Yên đối chất, tiếc là anh ta vừa hết ca làm nên không có ở đây, không gọi được. Vì để điều trị cho Mộng Yên, bác sĩ Chung đã tiến hành trị liệu thôi miên bằng gương đối với cô, giúp cô nói chuyện với nội tâm của mình để bản thân Mộng Yên tự nhận thức sự thật. Bác sĩ sau đó yêu cầu Mộng Yên lấy hai bức hình, tiếp tục tiến hành kiểm tra nhận thức của cô, rồi bảo Mộng Yên về phòng bệnh nghỉ ngơi. Những ngày sau đó, Mộng Yên lại tiếp tục đến phòng của bác sĩ Chung Tử Huyên để kiểm tra tâm lý. Nhưng câu trả lời của cô lại dần thay đổi theo thời gian, vì Mộng Yên cảm thấy mọi thứ quá kỳ lạ. Bác sĩ rõ ràng không hài lòng với điều đó, yêu cầu Mộng Yên phải tỉnh táo lại. Nhưng trước ánh mắt bàng hoàng của bác sĩ, cô nhặt một cây búa lên, dùng nó để đập bể ổ khóa trong phòng khám, làm Tử Huyên hoảng sợ. Đứng trước lời đe dọa bệnh sẽ trở nặng của Tử Huyên, Mộng Yên vẫn không tin mình có bệnh. Đây chẳng qua chỉ là ảo giác do Minh Linh tạo ra, rồi mạnh mẽ mở cánh cửa trước mặt. Bên kia cánh cửa là một chàng trai mặc áo trắng, trang điểm như Minh Linh cô đã từng thấy trên sân khấu. Gã giới thiệu mình là Đồ Phù Sinh, đời sau của đồ tể họ Đồ đã hành quyết Thiếu Bình, đồng thời cũng là hàng xóm của cô ở thôn Trang Linh. Vừa rồi gã dùng ảo giác thôi miên cô, nhưng quả nhiên vẫn không giữ được Mộng Yên trong đó. Đến đêm bây giờ đây, gã sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện xưa ở thôn. Năm đó, đồ tể Đồ Lão Tứ có nhiệm vụ ngăn cản Lương Thiếu Bình quấy rầy lễ tế tân nương giấy, lại không làm tròn trách nhiệm. Tuy chính tay ông ta chém đầu Thiếu Bình để lấy công chuộc tội, nhưng lễ tế vẫn thất bại. Từ đó nhà họ Đồ bị nguyền rủa, cứ mỗi lần tế lễ tân nương thất bại, người nhà sẽ bị đày đọa hoặc trở thành kẻ vô dụng, hoặc là chết trẻ. Lời nguyền ấy ứng nghiệm suốt nhiều đời, đến cha của Đồ Phù Sinh, ông đã rời khỏi thôn Trang Linh, thành lập một đoàn múa rối, vốn dĩ thành công rực rỡ, nhưng cuối cùng lại xảy ra tai họa rồi mất sớm. Mộng Yên nghe thế thì bảo đấy có thể là trùng hợp, chứ làm gì có liên quan đến lời nguyền. Phù Sinh nói gã cũng từng nghĩ có lẽ cha gã còn bị ảnh hưởng bởi thôn Trang Linh, dùng tà thuật múa rối, thậm chí còn thờ phụng Lục Tán Bồ Tát để mới chịu kết cục như vậy. Vì lẽ đó, gã đã bỏ nghiệp diễn rối quỷ của gia đình, rời khỏi thôn Trang Linh, sống cuộc sống của một người bình thường. Gã từng có được một cuộc sống mỹ mãn, gia đình hạnh phúc, nhưng rồi vẫn rơi vào tình cảnh vợ con ly tán. Chính gã cũng muốn làm lại từ đầu, nhưng càng làm càng hỏng, cuối cùng vẫn phải đối diện với kết cục mất hết tất cả. Vậy là Phù Sinh đã nhớ đến lời nguyền, gã muốn hoàn thành lễ tế tân nương giấy. Như vậy thì đời sau là con trai gã sẽ không phải gánh chịu lời nguyền đó nữa. Thế là gã nhắm đến đạo Mộng Yên, biết rằng cô là một người cứng cỏi nên khó để tẩy não. Gã đã cố tình tiếp cận Mộng Yên, tìm ra điểm yếu của cô, sau đó dùng ảo giác phá vỡ phòng ngự tâm lý của Mộng Yên. Màn kịch thật sự lúc này mới chính thức bắt đầu.
Tấm vải che bên cạnh bị phù sinh kéo ra, một tấm gương lớn xuất hiện. Thông qua tấm gương, Mộng Uyên nhìn thấy bản thân trở thành tân nương giấy, bị treo lên vàng, chuẩn bị cho lễ tế, giống hệt như cơn ác mộng luôn đeo bám cô trong áo kia giấy hài. Nhưng dù đã giải quyết hết thảy, giấc mơ đó vẫn bám theo cô. Tiếc là lần này không còn bóng hình quỷ sát Kim Ca xuất hiện để giải cứu cô. Bởi vì người quỷ sát Kim Ca cứu thật ra là Trúc Tiểu Hồng, mà cô lại là Đào Mộng Uyên, nên không có Lương Thiếu Bình nào xuất hiện ở đây cả. Bản thân cô sinh ra để trở thành vật tế của Lục Tán Bồ Tát. Ngoài trừ thân phận đó, cô không còn bất kỳ tác dụng nào khác. Sẽ chẳng ai muốn cô tồn tại, hy vọng cô sống sót, hay thật lòng quan tâm đến cô. Chương 5. Mộng Uyên. Trung Tử Nguyên và Tung Nguyên Phong lúc này cũng xuất hiện. Vừa hay nhìn thấy đồ phù sinh được ba con rối gỗ bảo vệ, còn Mộng Uyên đã bất tỉnh nằm trên mặt đất. Đối diện với ánh mắt của hai người, phù sinh bế Mộng Uyên lên, nói rằng giờ đây cô ấy sẽ sống mãi trong cơn ác mộng của mình. Về phần Tử Nguyên và Nguyên Phong, phù sinh không có ý định làm hại họ, nên chỉ bảo hai người ngoan ngoãn ở đây, chờ cho đến khi lễ tế hoàn thành, gã ta sẽ đưa họ ra ngoài. Hai người Tử Nguyên đương nhiên nhất định không đồng ý với điều đó, lớn tiếng đòi phù sinh phải thả Mộng Uyên ra, nhưng gã lờ đi, cứ thế bế tân nương giấy đi mất. Tử Nguyên nhìn cảnh này tức đỏ cả mắt. Cô nói rằng từ nhỏ mình đã không được dạy dỗ, cha mẹ lần lượt vào tù ra tội. Sau khi ra tù, mẹ cô hoàn lương làm nghề mở khóa cho người ta, nhưng người cha tồi tệ của cô vẫn không tha cho hai mẹ con. Về sau cô gặp được Mộng Uyên, vì cảm thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng nên mới kết thân rồi trở thành bạn bè. Bây giờ Mộng Uyên bị bắt như thế, cô phải đi cứu bạn, tiện tay đánh tên phù sinh đấy ra bả thì mới hả giận. Cả hai có cùng nhận thức thì lập tức đuổi theo sau, nhưng Nguyên Phong lại bị hút vào tấm gương. Nhìn thấy cảnh con rối gỗ hình Mộng Uyên bị trói bằng xích sắt trên giá hiến tế ở thôn Trang Linh, cánh cửa dẫn đến nơi giam giữ tâm trí của cô thì đã bị quá cứng. Lúc này anh đã bị giam trong ảo giác của phù sinh nên không thể nhìn thấy Tử Nguyên, có điều lại nghe được giọng của cô. Vậy là cả hai thống nhất trong ứng ngoại hợp, Tử Nguyên sẽ tìm Mộng Uyên ở thế giới thật, còn Nguyên Phong sẽ tìm cách giải cứu con rối Mộng Uyên trong ảo ảnh. Quá trình này diễn ra không hề dễ dàng, nhưng mà cũng nhờ nó Nguyên Phong mới biết được về quá khứ của Mộng Uyên. Khi còn nhỏ, cha mẹ Mộng Uyên thường nhốt cô ở nhà, không cho cô tiếp xúc với người trong thôn, nhưng trưởng thôn lại thường đến tìm cô, cho kẹo và dạy cô bài đồng dao, lục tán. Mẹ Mộng Uyên sau khi biết chuyện đó thì vô cùng tức giận, dặn cô sau này không được tin lời người trong thôn, không được ăn đồ họ cho, họ dạy gì cũng không được tin, bởi vì họ không phải là người tốt. Điều này đã vô tình khiến Mộng Uyên khó mở lòng với người khác, vì cô biết những người đối tốt với mình đều đang muốn làm hại mình. Lớn thêm một chút, Mộng Uyên được cha mẹ đưa đến thành phố Phù Lộ sinh sống. Một đứa trẻ nhà quê như cô bỗng trở thành đối tượng bị bắt nạt của đám trẻ con thành phố. Có một lần Mộng Uyên uống thuốc an thần bị bạn bè nhìn thấy, thế là họ đồn cô bị điên, ùa nhau cô lập cô bé. Về sau Mộng Uyên gặp được Trung Tử Nguyên. Tuy rằng cô nàng này cá tính mạnh, đôi lúc không biết chừng biết mực, nhưng vẫn là một người bạn rất tốt. Rồi sau khi thoát khỏi thôn Trang Linh, gặp được Nguyên Phong, Mộng Uyên lại bị bạn học đồn là để ý nhan sắc và tiền bạc của nhà anh, nên mới đi chơi với một tên ngốc. Những lúc đó Mộng Uyên đã tự hỏi tại sao Nguyên Phong lại thích cô, vì cô đẹp hay là vì cô là kiếp sau của Trúc Tiểu Hồng. Cô cũng tự hỏi bản thân liệu cảm xúc mình dành cho anh là gì. Đó là yêu, là cảm động tình cảm của Thiếu Bình dành cho Tiểu Hồng, hay là do ảnh hưởng của ký ức kiếp trước. Cô nghĩ mình thực sự thích Nguyên Phong, cũng hy vọng có được một người yêu mình như là Thiếu Bình, nhưng là sợ cảm giác bị người thân nhất phản bội, vậy nên mãi vẫn không dám mở lòng với anh. Mà trong quá trình này, Nguyên Phong tìm thấy quyển nhật ký của phù sinh, gã biết anh là kiếp sau của Lương Thiếu Bình, nhiều năm bị thiếu hồn nên dẫn đến khờ khạo, thiếu kiến thức đời thường. Vì vậy gã đã dùng danh nghĩa trúng thưởng tặng vé xem kịch cho anh, sau đó bỏ phấn hoa lan minh đà vào máy lạnh của rạp hát, mượn phấn hoa để điều khiển tâm trí của mọi người, rồi bắt cóc họ đến trấn Ích Sư. Tiếp đó gã đặt thanh đao từng dùng để chém đầu Lương Thiếu Bình gần đấy, làm Nguyên Phong nảy sinh cảm giác sợ hãi, trở nên không đáng tin trong mắt Mộng Uyên. Điều này sẽ làm cô nhận ra mình không phải là Trúc Tiểu Hồng, và không có Lương Thiếu Bình nào đến đây để cứu cô cả, thành công phá tan phòng ngự tâm lý của Mộng Uyên. Mà lý do gã làm như vậy phải nói từ hai mươi mấy năm trước, cha của gã qua đời. Gã biết gia đình mình bị nguyền rủa do Lương Thiếu Bình,
Nhưng khi đó gã vẫn còn niềm tin vào cuộc sống, vẫn quyết định rời khỏi thôn Trang Linh, sống một cuộc sống mới. Nhưng rồi mười mấy năm trước, gã mất hết tất cả, vợ con ly tán. Dù cố gắng làm lại, nhưng càng làm lại càng mất. Rồi đến 4 năm trước, phù sinh gặp được hậu duệ của nhà họ Hề cũng bị nguyền rủa. Nhưng cô ấy lại sống rất tốt, không tàn tạ như là gã. Thế rồi 2 năm trước, dường như đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho tâm lý của phù sinh sụp đổ. Cuối cùng, năm ngoái, gã đọc được tin Mộng Yên bị bắt làm tân nương giấy nhưng bình an chạy thoát. Sau đó bắt đầu nảy sinh suy nghĩ, có lẽ ông trời đa mách bảo cho gã phải chấm dứt lời nguyền này. Cuối cùng vào nửa năm trước, phù sinh nhận được tin bệnh viện số 13 xảy ra chuyện. Hậu duệ nhà họ Hề là bác sĩ tâm thần ở đấy cũng phát điên. Điều này càng củng cố thêm cho quyết tâm bắt Mậu Yên làm tân nương giấy của gã. Thế là phù sinh bắt đầu học múa rối quỷ, sử dụng phép thuật gây ảo giác, lên kế hoạch phá hỏng tâm lý của Mậu Yên, chấm dứt lời nguyền gia tộc. Cả Nguyên Phong và Mộng Yên đều nằm trong kế hoạch của phù sinh. Gã ta đã dựng lên vở kịch để Mộng Yên mất lòng tin vào Nguyên Phong. Nhưng sự xuất hiện của Tử Nguyên lại không nằm trong kế hoạch của gã. Tuy vậy, sau khi quan sát, gã thấy cô gái này không có sức uy hiếp, nên cũng không chú ý nhiều. Quay về với Nguyên Phong, sau khi giải phóng tất thảy tâm trí của Mộng Yên, anh sẽ nhìn thấy cảnh con rối gỗ tượng trưng cho bản thân bị chặt đầu. Đối diện với nó, anh vô cùng sợ hãi. Giọng nói của Mộng Yên cất lên đầy thất vọng, vì cô nghĩ anh sợ chết nên sẽ không cứu mình. Nguyên Phong nói anh sợ chết thật, nhưng là sợ chết rồi sẽ không thể cứu được Mộng Yên. Lời này đã hoàn toàn thắp sáng trái tim cô. Mộng Yên xuất hiện trước mặt Nguyên Phong, nói rằng anh là Tung Nguyên Phong chứ không phải là Lương Thiếu Bình nên sẽ không bị chặt đầu, mà cô là Đào Mộng Yên chứ không phải là Trúc Tiểu Hồng nên sẽ không trở thành tân nương giấy, chịu số phận như kiếp trước. Phù sinh thấy không ổn, lập tức xuất hiện trong ảo giác, ra hiệu cho những con rối bắt giữ Đào Mộng Yên. Mà Nguyên Phong lúc này cũng chẳng còn sợ hãi nữa, lập tức lao đến muốn cứu cô. Lúc này, ở thế giới thật, Chung Tử Nguyên cũng tìm thấy Đào Mộng Yên đã nằm bất tỉnh trên một cái giường đá, vội vàng lay cô dậy bỏ trốn. Mà Đào Mộng Yên lúc này cũng mở mắt, tỉnh dậy, tinh thần đã hoàn toàn ổn định. Phù sinh thấy thế thì tức giận, ra lệnh cho những con rối bắt giữ Mộng Yên. Những cô nàng đã trở lại là một Mộng Yên mạnh mẽ như trước, lên tiếng giáo huấn phù sinh, sau đó cầm vũ khí lên lao vào đánh nhau với đám rối. Nghe có vẻ ngầu, nhưng sau đó cả cô lẫn Tử Nguyên đều bị trói lại ném vào một góc. Nhưng hai cô gái bị bắt rồi mà chẳng có vẻ gì sợ hãi cả, thậm chí còn đánh rối trêu ghẹo nhau rồi móc mỉa phù sinh, làm gã đóng vai phản diện tức đến trào máu. Đúng lúc này, Tung Nguyên Phong mặc trang phục của Lương Thiếu Bình, tay cầm thanh đao từng dùng để chém đầu mình, đứng trước cửa như một vị tướng, lao vào đánh nhau với đám rối để giải cứu người thương. Đám rối bị Nguyên Phong chém gãy từng con một, đến khi chỉ còn một con rối cuối cùng, nó bỗng chuyển hướng tấn công Mộng Yên. Nguyên Phong thấy người thương gặp nguy hiểm, lập tức lao ra lãnh trọn nhát chém để bảo vệ cho cô, đồng thời cắt đứt dây rối cho Mộng Yên. Cô sau khi được tự do cũng lập tức lao đến chém gãy con rối bảo vệ anh. Nhìn thấy Mộng Yên đã an toàn, Nguyên Phong tựa như thở phào, rồi rút hơi thở trong tay cô. Mộng Yên trông thấy Nguyên Phong không còn cử động thì gào lên với phù sinh, hỏi gã đã làm gì anh. Phù sinh lúc này đã sức cùng lực kiệt, bất lực bảo do hồn phách của Nguyên Phong không ổn định, nhát chém vừa rồi đã làm hồn anh tách khỏi thể xác, thế nên mới bất tỉnh. Nói xong, gã lại bảo lễ tế thất bại nên cũng chẳng còn lý do gì để đối địch với Mộng Yên. Nơi này là Trấn Ích Xương, gã cố tình đưa cả ba đến đây vì muốn mượn mạch nước cực âm ở đây để thi triển pháp thuật, nhưng không thành. Gần đây có một khe nước âm dương có thể dẫn đến quỷ môn quan. Gã nói chỉ cần tìm được khe nước đó có thể giúp hồn của Nguyên Phong về lại với xác. Đào Mộng Yên nửa tin nửa ngờ, nhưng vì đây là cách duy nhất nên bảo Tử Nguyên ở lại gọi cảnh sát và cấp cứu, còn cô sẽ đến đó xem thử như thế nào. Tuy lần này Mộng Yên chỉ đi một mình, cô không biết mình có còn đang ở trong ảo giác hay không, không rõ bản thân đi cứu một hồn phách là đúng hay là sai. Nhưng cô biết mình đã không còn cô đơn, vì cô đã có bạn, cũng có một người quan trọng đang chờ mình. Thì đó vẫn chưa là kết thúc của video ngày hôm nay đâu. Sau khi đoạn credit kết thúc với tiếng nhạc hùng hồn, Nhiếp Mạc Lê xuất hiện trong bộ váy tân nương đỏ thẫm, tay cầm kiếm, hai mắt đục một màu máu.
nhìn chằm chằm vào Vương Kiều Đồng và Thân Mặc Khanh với quyển sách sinh tử bộ trên mặt đất. Nhết môi bảo hai người nghĩ chỉ đốt mấy món vũ khí này là đã có thể chống lại cô rồi ư. Mặc Khanh thấy Kiều Đồng gặp nguy hiểm thì vội ném một lá bùa về phía Mạc Lê, nhưng vô dụng. Cô nói, anh có vẻ học được vài thứ rồi đấy. Bùa này do tha mà bà vẽ cho anh đúng không? Mặc Khanh không trả lời, chỉ hỏi khai đức âm dương này rõ ràng đủ để cả ba người họ quay về dương gian. Vì lý do gì Mạc Lê lại cố tình phá rối? Cô nghe vậy thì bảo, muốn mang cả pháp lực của Kỳ Nương Tử ở trên người Kiều Đồng và Mặc Khanh về. Nên xin lỗi, kẻ duy nhất được quay về dương gian hôm nay chỉ có mình cô mà thôi. Bỗng nhiên, Mạc Lê cảm nhận được một luồng dương khí và một luồng âm khí đang tiến đến gần. Dương khí là của Đào Mộng Yên, không đáng để cô quan tâm. Nhưng ngay lúc này, Tung Nguyên Phong mang theo âm khí bỗng xuất hiện trên màn hình. Câu chuyện Đồng Áo Ký Giới Năm bây giờ mới chính thức hạ màn. Và đó là kết thúc của Áo Cưới Giấy Năm. Tuy đây vẫn là cái kết mở cho cặp đôi Tuân Nguyên Phong và Đào Mộng Yên, nhưng nhà sản xuất cũng đã tiết lộ sự quay lại của Kiều Đồng, Mặc Khanh và phản diện đình đám Nhiếp Mạc Lê. Bạn nghĩ cốt truyện Áo Cưới Giấy 6 sẽ như thế nào? Hãy thể hiện trí tưởng tượng phong phú của mình bằng cách để lại bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay và đừng quên khung giờ phát sóng của Mọt vào lúc 19:30 thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.